Chào mừng mọi người đã đến với kênh Dây Chay Miền Tây. Hôm nay là ngày 4 tháng 11. Dây Chay Miền Tây sẽ có 20 mã đồ xưa muốn giao lưu cùng tất cả mọi người. Đầu tiên là mình xin giao lưu một cái dĩa sơn thủy lái thiêu. Đường kính của cái dĩa này là 38 cm. Size là size khủng nha mọi người. Lần đầu tiên mình gặp cái dĩa sơn thủy có đường kính khủng đến như vậy. Chôn rất là già. Cái dĩa này có bị thương binh ở đây, cái mép này đây, nó bị lát chỗ này, người ta đã sửa lại. Cái dĩa này người ta vẽ rất là chi tiết và rất là đẹp, hiếm đồ. Dĩa này người ta thường trưng trái cây rất là đẹp. Cái dĩa này mã số 1 mình xin giao lưu với giá là 5,5 triệu cho cái dĩa đường kính là 38 cm. Tiếp theo là một cái gạt bù lọc gốm Sài Gòn nha, tích sơn thủy hữu tình, nó vẽ khắp cái bù lọc luôn nha mọi người. Bù lọc là dùng để đựng nước cúng cho mà thờ ông bà. Đây, rất là đẹp. Bù lọc này có chiều cao là 27,5 cm, cái miệng nó có bị lát, nó cũng bị lát chút xíu chỗ này. Cái thứ hai là nó có bị dập chỗ này, dập chút xíu chỗ này thôi, ngoài ra còn lành. Đó là cái bù lọt. Cái thứ hai là cái dĩa. Đây, cái dĩa này có bị lõi lò, chích lõi lò chỗ này nha. Này, ăn xong thấy rõ hơn. Cái bù lọt này mình xin giao luôn với giá là 4,5 triệu cho cái mã số 2. Tiếp theo là cái ống bút mã số 3, ống bút gốm Sài Gòn có chiều cao là 11 cm. Ống bút này nó vẽ tơi tóc luôn mọi người, rất là chi tiết đẹp, men bóng. Ống bút lành nha mọi người, rất là đẹp. Khi mà để mình mua cái mã số 2, cái bù lọt với cái ống bút này thì nó vô cái bộ rất là đẹp. Mã số 3 này mình xin giao lưu với giá là 1,5 triệu cho cái ống bút gốm Sài Gòn. Tiếp theo là mã số 4, mình xin giao lưu cái thố tảo ngư nha. Thố này có đường kính là 16,5 cm, thố màu. Đây, thố màu rất là đẹp. Ở sau có hai chữ cát tường ở trên nắp và dưới cái thân luôn, có hai chữ. Cái thố này nó có một đường tóc ở cái thân, tóc mờ ở cái thân, ngoài ra thì nó lành. Đây, mình xin giao lưu cái thố tảo ngư với giá là 1,000 đồng cho cái mã số 4. Tiếp theo là mã số 5 mình xin giao lưu một cái ống rũa hình con gà cây chuối. Anh hùng đây là anh hùng, đây là mỹ nhân nha mọi người. Ở bên hông thì nó có hiệu lò, có cái hiệu lò đó là Duyệt An xuất phẩm. Đây, gà tượng trưng cho dòng gốm lá thiêu quen thuộc của Nam Bộ xưa mình nha. Mình xin giao lưu cái ống đũa con gà mã số 5 này với giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu cho cái ống đũa con gà. Mã số 6 mình xin giao lưu một cái bình trà tàu. Đây, bình trà tàu. Bình trà tàu này có chiều cao là 13,5 cm. Nắp lành nha. Đây, nắp lành. Cái quai thì nó quai gin của nó nhìn thấy nó gãy, người ta dán lại. Nó gãy một quai ra dán lại nè. Tiếp theo là nó bị mẻ cái đầu dòi. Đã sửa lại. Ngoài ra là lành. Mình xin giao lưu cái bình trà tàu này với giá là 1,2 triệu cho cái bình trà tàu nha. Đây, mã số 6. Tiếp theo là mình xin giao lưu cái mã số 7, một cái bình trà nữa gốm Sài Gòn nha. Mặt võng chiều cao là 13 cm. Nhìn thì tương đối lành nha. Đây, nó chỉ cái dòi này nó chỉ bị lõi lò đây. Đây, một chút xíu chỗ này lõi lò này. Mọi người thấy không? Đây. Nắp thì cũng lành. Bình trà này rất là đẹp.
đây 7-80 năm có khi hơn, mình rất là đẹp. Mình xin giao lưu cái bình trà này có giá là 700.000 nha, 700.000 cho cái bình trà gốm Sài Gòn mặt võng. Tiếp theo là mã số 8 là mình xin giao lưu một cái tô này, là tô gì đó, sen dịch gốm dạng Ninh, chắc hàng này hàng cổ đó mọi người, có đường kính là 16.5 cm. Này cái tô này là nó bị mẻ chỗ này nha, một chỗ, chỗ thứ hai là nó cũng mẻ chỗ này nữa, mẻ chỗ thứ hai, với lại nó bị mẻ chỗ xíu như này, mẻ chỗ thứ ba nè. Đây mình xin giao lưu cái tô sen ngoài ra lành nha, tô sen dịch này có giá là 300.000, 300.000 cho mã số 8. Tiếp theo là mã số 9, đây mình xin giao lưu một cái khay để cho nó đều đẹp. Đây, cái khay này mình để cái bình trà, dưới 3-4 cái chung lên để đẩy khách nha, nha mọi người. Khay bông trường, khay này có đường kính là 21 cm. Này ở trên đây là giá bông, còn bên đây là giá con dơi nha mọi người. Này, cái nắp thân là thân, cái nắp này nó bị mẻ miếng chỗ này nè, thân thì nó có bị tóc mờ một đường, đây một tóc mờ một đường nhỏ thôi, ngoài ra lành. Xin giao lưu cái khay mã số 9 này với giá là 2 triệu đồng cho cái khay nước. Tiếp theo là mã số 10 mình xin giao lưu một cái dĩa tàu, một dĩa tàu. Đây dĩa tàu này có đường kính là 15 cm, nó bị mẻ, đây nó mẻ nhẹ chứ ngoài ra lành nha. Mình sẽ giao lưu cái dĩa tàu này mã số 10 với giá là 250.000 cho dĩa tàu, 250.000 cho dĩa tàu mã số 10. Tiếp theo là mã số 11 là một cái tô mã liễu, mấy con ngựa ta, hai con ngựa. Tô này nó có đường kính là 16 cm, bị mẻ hai chỗ, đây một chỗ, đây một chỗ này, như một chỗ nhỏ chỗ này, là hai chỗ. Mình xin giao lưu cái tô mã liễu mã số 11 có giá là 300.000, 300.000 cho cái tô mã liễu mã số 11. Tiếp theo là mã số 12, mã số 12 lại là tàu, hai cái tô tàu cô tô. Cái tô đầu tiên là có đường kính là 16 cm, tô này là nó bị tô này nó có bị vẫy thôi, vẫy nhỏ 3-4 chỗ nhỏ, mili nhỏ nhỏ thôi, mình đã kích lại rồi, ngoài ra lành. Cái tô thứ hai là 16 cm, tô này 16 cm, nó bị te một đường nhỏ mà từ nè, mọi người thấy không, đây mình xin giao lưu hai cái tô cô tô thần này mã số 12 với giá là 650.000 đồng, 650.000 đồng cho cái hai cái cô tô thần. Tiếp theo là mã số 13 mình lên tiếp là tô này, chắc tô này ngày xưa người ta đựng bún cháo. Đây tô con gà trống rất là oai, 5 cái tô gà trống có đường kính là 17 cm. Về một là chúng ta chưng đề co, hai là chúng ta có thể sử dụng rất là tốt. Đây 5 cái tô con gà với mã số 13 mình xin giao lưu là 300.000 đồng cho 5 tô con gà mã số 13. Mã số 14 mình xin giao lưu 6 cái dĩa chim qua với nguyên cái bài thơ. Đây dĩa này có đường kính là 13 cm, 6 dĩa này đều lành nha mọi người, hàng lấy thiêu in xưa. Mình xin giao lưu 6 dĩa mã số 14 này với giá là 300.000 đồng cho 6 dĩa bài thơ này mã số 14. Tiếp theo là mã số 15 là mình giao lưu 1 2 3 4 5 6 7 cái chén
xong phụng vẽ hai, in hai con phụng. Đây hai con phụng này tích rất là hiếm đồ luôn mọi người, tích rất là hiếm. Thường thường thì song long là nhiều, song long. Đây cái này thứ hai, vẽ hai con phụng luôn, in hai con phụng luôn. Thằng lấy thiêu xưa à, trước giải phóng. Sáu cái này cũng có thần nhẹ nhẹ thôi. Bảy cái này xin giao lưu với giá là 500.000, 500.000 cho 7 cái chén song phụng tích hiếm đồ trên chén. Mã số 15. Mã số 16 là mình xin giao lưu 4 cái chung lái thiêu màu. Chung này bình trà thì nó thường gặp, nhưng mà chung thì dễ, rất là dễ bể. À, rất là dễ bể cho nên là chung rất là ít. Chung này chung màu ở đằng sau. Chung màu ở sau có chữ là cát tường. Đây, để cho mình coi cho các bạn coi cái chữ này cát tường này, hai chữ rất là rõ. Chung này thì chung lớn nha mọi người. Cái chung đầu tiên là lành nha. Cái chung thứ hai thì nó có tắp một đường. Đây. Cái chung thứ ba lành. Cái chung thứ tư thì nó có mẻ chút xíu. Bốn chung lái thiêu màu này thì xin giao luôn 500.000 đồng cho mã số 16, 500.000 đồng. Tiếp theo là mã số 17. 17 là mình giao lưu 4 cái mắt con rồng hàng tàu. Đường kính là 14 cm. Cái đầu tiên là lành nha mọi người. Đây. Cái thứ hai thì nó có mẻ chút xíu chỗ này. Rồi ra lành. Cái thứ ba lành luôn. Cái thứ tư cũng lành luôn. Cái tô này hơi nhỏ chút, đường kính 13.5. Và xin giao lưu 4 cái tô bát con rồng này với giá là 450.000 đồng cho 4 tô rồng mã số 17. Mã số 18. 18 là mình xin giao lưu một cái bình bông biên hòa mộc Duna. Duna là này nằm trong giai đoạn từ thập niên 60-70 nha mọi người, nhưng mà hàng này trước giải phóng. Đây. Nó khắc phụ nữ, hai phụ nữ mặc áo dài rất là đẹp. Bình bông này chúng ta trưng vào cái dịp 8 tháng 3 hoặc 20 tháng 10 thì rất là tuyệt vời. Này. Phụ nữ này, một cô thì đánh đàn, một cô thì đang giải tóc, là giải tóc. Quá tích chất đẹp, có chiều cao là 29.5 cm. Bình này từ tương đối lành nhưng mà nó có bị te, tóc mờ một cái đường nhỏ chút xíu chỗ này thôi. Ngoài ra rất là đẹp, dáng rất là đẹp mọi người. Đây, chôn rất là đẹp, đặc biệt là nó có mọc luôn. Đó. Hàng nặng tay, mình xin giao lưu mã số 18 này với giá là 4.300.000 đồng. 4.300.000 đồng cho cái bình biên hòa tích cô gái Việt, phụ nữ Việt Nam. Mã số 18. Tiếp theo là mã số 19. Mã số 19 mình xin giao lưu 6 cái tô cá. Đây, 6 dĩa cá chứ lộn, 6 cái dĩa cá bụng bự nha. Cá mà cá bụng như thế này rất là hiếm gặp. Hiếm gặp lắm mọi người. Cá màu. Có đường kính là 19 cm, cái dĩa đầu tiên là lành nha. Cái dĩa thứ hai thì nó có chân chim. Đây, chân chim chỗ này. Dĩa thứ ba thì nó có tóc mờ một đường. Cái dĩa thứ tư thì lành. Dĩa thứ năm cũng lành luôn. Dĩa thứ sáu thì cũng lành. Mình xin giao lưu 6 cái dĩa cá bụng bự. Đây, hàng ít gặp. 6 dĩa cá này có giá 400.000 đồng cho 6 dĩa cá màu. Cuối cùng là mã số 20. Hai cái tô nhỏ này, tô tàu. Đường kính là 14 cm. Không biết nó dễ, chắc dễ chảy bông cúc hay gì. Hàng sâu tuổi, con tàu sâu tuổi. Đây. Cái tô đầu tiên lành nha.
cái thứ hai cũng lành luôn, là năm năm đâu cũng là luôn mọi người. À không, mà nó tắt mờ chút xíu chỗ này nha, tắt mờ rồi. Mình xin giao lưu hai cái tô này với giá là 500.000 đồng cho hai cái tô tàu mã số 20, là mã số cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Mọi người yêu thích món đồ xưa nào thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn vào video tiếp theo nha.